Onnet đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin nhanh 5 phút trên kênh thông tin Invest TV. Hôm nay là ngày 12 tháng 7, tôi là Hoàng Trang, người sẽ đồng hành cùng quý vị. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Hiệp hội Ngân hàng vận động sự đồng thuận của các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với những mức cụ thể ngay trong tháng 7. Đây là một trong những nội dung quan trọng được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị thành viên, các tổ chức tín dụng nêu ra ở hội nghị trực tuyến về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế trước tác động của đại dịch COVID-19. Theo thống kê, tỷ suất sinh lời của nhà phố cho thuê xuống còn 1,9%, còn tỷ suất sinh lời của căn hộ cho thuê giảm còn 1,2% so với 3 năm trước. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận cho thuê nhà chung cư hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ còn 4%, lần lượt thấp hơn mức là 4,5% hồi năm 2020 và kém hơn mức là 5,2% hồi năm 2019. Đây là thời kỳ mà các loại hình bất động sản cho thuê bước vào thời kỳ đóng băng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Nhờ thủ tục vay nhanh chóng và những website, ứng dụng vay online đang khiến nhiều người dân lao đao vì lãi suất quá cao. Với sự xuất hiện của các ứng dụng, website cho vay tín dụng đen đang phổ biến và dụ dỗ được nhiều người tham gia. Phần lớn khách hàng của những nền tảng này là những người khó khăn, không có điều kiện tiếp cận với các khoản vay chính thống từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính hợp pháp. Để đánh đổi nhu cầu vay nóng, người dùng phải đối mặt với những lãi suất vay cắt cổ. Bên cạnh đó, trước những chính sách ưu đãi vay mập mờ, không ít người dùng đang rơi vào cạm bẫy do chính các nền tảng này đặt ra. Thậm chí, nhiều nền tảng đăng tải thông tin của người vay trên mạng xã hội nhằm mục đích ép buộc người phải trả tiền. Bên cạnh đó, người dùng phải đối mặt với các nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân khi đăng ký vay online. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra quyết định hủy bỏ, thu hồi, phê duyệt quy hoạch 1/2000 dự án bất động sản nghỉ dưỡng của FLC tại khu vực Hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí do quá thời hạn xây dựng. Trong quyết định này, tỉnh cũng yêu cầu thành phố Uông Bí công bố quyết định và giao tập đoàn FLC thực hiện. Đồng thời, địa phương có trách nhiệm tổ chức quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực theo quy định. Lợi dụng nhu cầu du lịch tăng cao sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, nhiều đối tượng chào mời cho thuê homestay giá rẻ, lấy tiền cọc rồi biến mất. Nhiều cảnh báo đưa ra rằng khách hàng không nên nghe lời thúc giục mà nóng vội đặt cọc. Hãy tìm đến các fanpage chính thức, có định vị, thông tin rõ ràng hoặc sử dụng ứng dụng đặt phòng trực tuyến uy tín. Trong cuộc điện đàm giữa Việt Nam và Ấn Độ, hai quốc gia đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Hai nước sẽ cùng nhau hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm sớm đẩy lùi COVID-19, trong đó có việc hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine cho Việt Nam. Trao đổi tại kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều, Triều Tiên và Trung Quốc đã nhấn mạnh cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Trước đó, thì Trung Quốc và Triều Tiên đã ký hiệp ước này vào ngày 11 tháng 7 năm 1961. Theo đó, hai bên có nghĩa vụ hỗ trợ quân sự cũng như các lĩnh vực khác nhau. Hiệp ước này được coi là nền tảng cho mối quan hệ song phương bền chặt trong nhiều thập kỷ qua. Mới đây, thì Microsoft cho biết sẽ chi khoảng 200 triệu đô la Mỹ tiền thưởng cho nhân viên của công ty làm việc ở Mỹ và nước ngoài. Theo đó, mỗi nhân viên đang làm việc cho Microsoft sẽ nhận được là 1.500 đô la Mỹ sau hơn một năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Động thái này nhằm khuyến khích nhân viên của mình trong thời kỳ đại dịch và giữ chân họ ở lại với công ty. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần Onnet. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin nổi bật về kinh tế, tài chính, bất động sản có trong ngày. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email bantinap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!